Ok và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thế Di đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là dòng 4 đầu nha anh em. Và nếu anh em nào thích video này hay là cho mình một like nhá, một comment và một chia sẻ nhá, nó sẽ là cái động lực rất là lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa nhé. Bắt đầu thế nào anh em, let's go. Thì hôm nay chọn con rồng nữa đi. Con này con rồng xanh ấy, blue skin đây. Rồi còn một dạng nữa đó chính là dạng zombie cơ anh em ạ. Đây là dạng zombie này và đây là dạng xương này. Mình sẽ chọn dạng blue nha anh em. Có quần áo samurai, quần áo kunai, bị xích này, cung thủ này, boxer này, được bốc à, cầm súng ạ. Ủa king này anh em ơi, king of dragon này, đẹp phết nhở. Chúng ta có lẽ sẽ chọn cái bộ king này đi, hay là skull đó, bộ xui này. Oh wow, bộ nào đẹp nhỉ? Pirates là cướp biển à? Có lẽ chọn bộ king nha anh em, king nhá. Rồi cái wing của chúng ta cũng sẽ là chọn cái wing khác này. Cánh kiểu gì bây giờ, cánh hình cái mát được không? Sao mình chọn rồng xương đây, có phải nhầm nhọt gì sao? Như thế này. Cái này phải equip vào chứ nhở, confirm này. Đấy bây giờ mới confirm được nha. Quả cánh thì chúng ta sẽ chọn một cái cánh cầu vồng này cho đẹp. Cánh cầu vồng khá xấu. Cánh samurai, cánh ancient, cánh nào đẹp nhở? Cánh cá koi à? Đây ấy, phải như thế này chứ anh em ơi. Mũ giáp trụ à? Có lẽ mình để nguyên thế này thì nó sẽ đẹp hơn này. Mắt lạc, mũ thổ dân anh em ạ. Được anh em ơi. Rồi và chúng ta sẽ chiến nhá. Chúng ta sẽ chiến đấu ở trong cái cửa này đi. Phải get more star anh em ơi, chúng ta cần phải có những sao vàng cơ thì tôi mới có thể là chiến đấu được. Ui con rồng mày đẹp thế. Con rồng đẹp thế anh em nhờ. Chạy đâu cưng ơi, bó đánh khá khỏe anh em ơi. Này thì đánh khỏe, này thì đánh khỏe, này này thì đánh khỏe này. Bắn lửa, bắn lửa, bắn lửa, bắn lửa. Nó cần phải có một cái khoảng cách mới bắn được lửa nha anh em. Khá là khó chịu ra. Băng đè, băng xịt kìa. Bó tay chống con luôn. Băng xịt anh em ạ. Này thì băng xịt đấy. Băng xịt này. Chạy đi đâu, chạy đi đâu, chạy đi đâu. Chạy, chạy với chúng tôi á, không được. Bạn không chạy được đâu. Băng nè, chúng ta không được 3 sao mất. Nó tấn công kinh quá. Ra thì cái này là cái phần khó mà anh em. Nice, có được 3 sao không? Vẫn được 3 sao anh em ơi. Hay thật. Vẫn được 3 sao nhá. Nhưng mà cái game này nó cứ bị đít ra đít lại, khó chịu thật sự luôn anh em ạ. Cứ bị thoát ra thoát lại quá nhiều lần luôn, vì không hiểu sao luôn. Best Dragon Defensor. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục là kiếm. Mình mới có 15 thôi. 15, mình còn thiếu 15 sao nữa thì không biết đánh kiểu gì đây. Tôi phải kiếm thêm sao vàng anh em ạ. Khá đẹp. Nó có bảo vệ à? Pháp sư các kiểu gì đấy này. Mấy thằng này nó khỏe quá anh em ơi. Đúng là mức cấp độ khó có khác, có khó chịu nhỉ. Tôi đang cố gắng hết sức rồi để có thể đánh được nó đây anh em. Quả bóng bay thì cực kỳ dễ nha anh em. Quả bóng bay thì siêu siêu dễ luôn.
Chỉ cần bắn trúng quả bóng bay thôi là chúng ta đã thắng rồi. Kiến à? Tộc kiến à? À, kinh đấy, kinh đấy. Có vẻ ghê đấy bạn. Có vẻ ghê đấy bạn ơi. Có vẻ ghê đấy. Phá, phá nhà đi anh em ơi. Phá cái trụ ra. Nó có lớp giáp bảo vệ anh em ạ. Khá khó chịu luôn. Khó quá nên chúng ta không được 3 sao rồi. Nice. Còn một con ong nữa anh em ơi. Ong mặt quỷ này. Ong mặt quỷ của chúng tôi này. Xong. Chơi có 2 sao thôi. Khó phết nhỉ. Mà cái game này cứ bị thoát ra thoát lại rất nhiều lần luôn. Tôi không hiểu tại sao luôn đấy. Khá khó chịu, khá là đáng ghét. Chúng ta sẽ mới có 17 sao trên 30. Và như vậy tôi sẽ cần phải kiếm đủ sao đã nhá. Chưa đủ đâu. Mình có thể đánh những cái trận này để kiếm sao này. Mấy trận này khá là dễ này anh em. Mấy trận này dễ kiếm sao hơn là trận kia. Và mình chỉ dùng một con duy nhất thôi là chính là băng thôi. Phải mấy lần băng anh em ạ. Mấy lần băng thì mới giết được nó chứ. Mana rất nhiều đằng khác. Đứng cho nó vào được. Bọn này là bọn không chiến à. Không lực. Không lực. Nào. Ok. Nice. 3 sao chứ. Chắc chắn là 3 sao vàng rồi. Cố gắng tích cóp lên. Lại bị đi ra ngoài này. Điện ngay. Cái game củ nồi này suốt ngày bị đi ra ngoài luôn. Đi trong mọi trường hợp luôn. Bó tay chấm cọp lại. Chịu. Rồi. Kệ thôi. Chúng ta đánh đủ sao đi đã. Kiếm đủ sao đi đã. Thế này. Hiệp sĩ có vẻ nó sẽ khỏe hơn một chút xíu so với bình thường. Và chỉ được dùng mỗi cái đầu đầu bắn tia laser thôi anh em ạ. Ây à. Đẹp ấy. Nhơn. Ok, bắn tia laser. Bắn tia laser siêu mạnh luôn. Vào đây cưng. Ua. Đơn giản thế nhở. Cho được 3 sao luôn kìa. Lại cày thôi. Tiếp tục cày cuốc thôi. Vấn đề là game này nó vào khá là nhanh ý, khá là dễ. Nên mình cũng không cần phải quá làm gì cho khổ. Mình vào rất là nhanh, vào game rất là nhanh luôn. Hello. Hello. Chưa. Để. Em mở khóa đâu. Mới được có 23. Úi dồi. 23 trên 30. Cần 7 sao nữa. Tương ứng với khoảng 3 trận. 3 trận nữa là ta sẽ mở khóa được một cái chế độ mới anh em nhá. Mình nghĩ là nhanh thôi. Nó cũng không khó khăn lắm ấy. Cái bình này tăng máu à? Wow. Đã khỏe rồi nhưng còn tấn công như thế này thì đỡ nào được nhỉ? Có mấy con bắn cung khá là khó chịu thôi. Còn đâu bọn nó cũng khá yếu mà anh em. Vào giết hết. Vào thịt hết. Vào kill hết luôn. Nice. Level 6. Cấp độ Hass. Nhờn với anh em chúng tôi đúng không? Rồng 4 đầu có khác nhỉ? Rồng 4 đầu đánh nhau với người que. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục. Cứ mà tắt ra phát lại nhiều lần mệt quá. Nó bị đít ra ngoài nhiều quá. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục đánh trận này và trận này nữa. Rồi ta sẽ mở khóa được một cái màn chơi. Mình không biết màn này màn gì. À, hiệp sĩ nhiều hơn chăng? Có vẻ nhiều hiệp sĩ hơn. Và nó bá đạo hơn đấy. Chúng ta cần tập trung nha anh em. Cái giờ set này rất là dễ luôn nhá. Nó vào cái phần trung tâm này cái là mình bắt đầu mình giờ set luôn. Ok.
Đơn giản chưa anh em? Quá là dễ dàng luôn. Lấy luôn. Giật sét này. Chúng ta được vớt được 3 sao luôn anh em ạ. Chúng ta cần một lần trận nữa thôi là chúng ta sẽ xong được cái phần này. Nhưng mà chúng ta cần phải xem quảng cáo. Nó khá là bực mình ở cái chỗ đấy đấy. Để xem quảng cáo liên tục luôn. À không phải xem quảng cáo mà nó bị đít ra liên tục ấy. Cần một sao vàng thôi kìa. Đây đây đây. Cần một sao vàng thôi là chúng ta sẽ mở khóa được cái ô bên kia. Thổ dân. Ok anh em có nên dùng tất cả mũ trang bị thổ dân không? Oh my god. Thế mà nó vẫn đạt được mình một phát anh em ạ. Khó chịu nhỉ. Mình ăn xịt. Cái giờ set này khỏe mà. Giờ set này khỏe vãi trưởng luôn đi. Vấn đề nó khả năng đánh lan. Cái con ong kia nhanh nhỉ. Tốc độ rất nhanh nhá. Làm mình rất là khó theo kịp. Rồi ok. Và đây là đủ sao rồi. Sau một hồi đánh cầy cuốc rất nhiều và chúng ta sẽ bị đít ra. Ok, tôi đã đợi sẵn để chuẩn bị cho cái trường hợp đít ra rồi nên không phải lo, không phải lo lắng. Mass Dragon Defensor đây, đây rồi, đây là ba bạn hàng người que này. Nó có quân mới nha bạn, quân đoàn mới ghê quá. Ui ba con boss người que. Mystic Dragon. Giết từng con một anh em nhá. Phải giết từng con một. Cái con kia nó lại chắn nhau à? Nó lại chắn cho cái con này rồi. Chết ông cưng rồi. Nó lại búp giáp rồi. Nó búp giáp thì khó chịu quá anh em nhỉ. Mình cũng chưa biết là đã đánh con này kiểu gì đây. Có khiêng à? Quét lửa, quét lửa, quét lửa, quét lửa, quét lửa, quét lửa, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ảo nhỉ. Đeo đeo đi thôi. Chết thật sự luôn. Ok, thế tôi làm nào? Đấy. Khả năng hồi máu à? Hồi máu à? Khó chịu nhờ. Con boss này khỏe quá anh em ạ. Phải nói siêu khỏe luôn. Làm nào đánh được nó nhờ? Làm nào đánh được nó đây anh em? Khó thế. Hết mana mất. Một con đã bị giết anh em ơi. Một con đã bị giết nha. Một con đã bị ui ôi nó cho hàng nghìn cái tia vào đây. Laser là khỏe nhất. Vãi lều luôn. Mình không cần quan tâm đến nó đâu anh em ạ. Chúng ta chỉ cần tập trung đánh con này thôi. Rồi, một con nữa sẽ bị tiêu diệt anh em nhá. Nó chia ra như thế thì nó sẽ bị mất nhiều máu hơn. Mình đoán là như vậy. Cố lên nào, cố lên nào, cố lên nào, cố lên nào. Rồi ok, nó yếu mà. Sao
xong ngay. Nice, và chúng ta tiêu diệt được 3 con boss rất khủng khiếp ở bên này rồi nha. Bây giờ chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào anh em nhé. Bye bye.